các bạn, nay An An review feedback của chị Hoàng Châu sau khi sử dụng cao dán tắc tia sữa An An nha. Các bạn ơi này, chị Hoàng Châu này là do ở vùng tỉnh khác nên là chị có chuyển khoản cho An An nhé. Chị chuyển khoản này ha. Rồi, chị ở Bình Dương các bạn nhé. Thì chị Hoàng Châu này là chị khuya lúc 11:30 á, là chị có gọi điện thoại cho An An. Thì thường thường khi mà An An điều trị hơn 1.000 bệnh nhân về cái chuyện về vấn đề tình trạng thông tắc tia sữa, thì An An biết là các chị sau khi mà bị viêm tuyến á, viêm tuyến vú á, thì thường rất là đau và nhức. Đau nhức phía bên trong ngực và bị sốt và gây mệt mỏi, khó chịu rất là nhiều. Người cứ như bị cảm cúm vậy đó. Cho nên An An hiểu được cái tình trạng đó. Và An An hiểu được cái tình trạng khổ sở một người mẹ mà vừa bị bệnh là phải vừa chăm con nhỏ khi mới sinh nữa. Cho nên đối với An An là khi mà tình trạng đó thì dù 11:30 hay là 12 giờ đêm, An An cũng vẫn luôn, nếu như mà trong khả năng của An An có thể làm được, có thể ship được cao dán đến tận nơi, thì An An sẽ ship tới tận nơi cho tất cả mọi người luôn. Thì các bạn thấy này, chị Hoàng Châu này thì thật ra là lúc 11 giờ đêm rồi. Các bạn coi feedback này. Chị lúc chị chưa sử dụng á, chị mới chuyển khoản thôi, thì chị hỏi là nói chung là hiệu quả thì em sẽ giới thiệu giúp em sẽ chỉ cho nhiều người bị giống em. Mình kéo xuống nhá. Chúng ta tập trung coi cái feedback của chị thôi. Sau khi dán ngày hôm sau sáng 10 giờ chị nhắn tin nhá. Chị ơi, em đỡ nhức rồi nhưng chưa xẹp hẳn. Giờ này dây có được hút sữa không chị? Thì đối với cái tình trạng khi viêm tuyến sữa, mọi người có thể, khi mà mình dán cao rồi thì các mẹ có thể hút sữa. Tuy nhiên chúng ta làm nhẹ thôi nha. Đừng tránh nặn hay là sờ bóp mạnh vào ngực thì nó sẽ không có tốt đâu, và nó khiến cái vùng viêm của chúng ta bị nặng hơn đó. Bạn bảo xẹp được xíu và tuyến sữa bắt đầu chảy nhiều lắm. Thì mình kéo cũng nhanh qua cái này rồi mình hỏi cho nhanh nha. Thì hôm qua là hôm qua mình có nhắn tin gọi hỏi chị á, thì chị nói là em khỏi 2 ngày nay rồi chị. Tức là chị lấy từ hôm mùng 10 nhỉ. Lấy hôm mùng 10 và 12 là chị đã khỏi rồi. Thì đây là feedback mà An An làm để cho tất cả các mẹ đang bị viêm tuyến sữa, chúng ta có một sự lựa chọn đối với cái tình trạng để giúp cho mình, thứ nhất là nhanh khỏi bệnh, và thứ hai là có thể có sức khỏe để chăm sóc các bé yêu của mình nhé. An An sẽ làm tiếp những feedback tiếp theo, cho nên là hẹn gặp lại tất cả mọi người.